Đây rồi, siêu phẩm cập bến anh em ơi, Aero Contact, một phiên bản mới hoàn toàn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn và độc quyền tại Việt Nam. Phiên bản lần trước về hơn 100 đôi, chưa kịp phủ sóng thì đã hết hàng anh em ạ. Bản mới này về Việt Nam thì cũng chỉ có hơn 100 đôi thôi. Có tiền muốn lấy nhiều thì cũng không lấy được. Ok, anh em cùng mình đi vào khám phá xem đôi này có gì hot nhé. Đầu tiên về màu sắc thì có hai màu cơ bản, màu xanh và màu hồng. Giá hiện tại để sở hữu là 900k một đôi. Anh em nào muốn sở hữu bản mix màu thì thêm 50k, tức là 950k ấy, giống như mình này. Vẫn là một dòng xương 4 ngón và có thể tháo rời linh hoạt. Cái phần tháo xương của đôi này thì đã được làm chỉnh chu hơn bản trước rất là nhiều rồi. Nhìn thì có thể là chi tiết nhỏ nhưng mà độ thẩm mỹ tăng lên rõ rệt đấy. Phần cổ tay thì dạng cổ dài, đai quấn cổ tay dạng một vòng và có thể tháo rời linh hoạt. Vẫn sử dụng mặt mút contact dày 4mm cho độ dính cực kỳ cao và độ bền ổn. Để anh em mua một đôi găng sở hữu mặt mút contact chính hãng của Đức ấy, thì cái giá thành niên yết nó rơi khoảng tầm 800 nghìn đổ lên anh em nhé. Về độ dính thì không có gì phải bàn rồi và cực kỳ phù hợp cho sân cỏ nhân tạo. Phần cổ tay của đôi này rất là ôm luôn. Thậm chí anh em không cần dùng đai quấn cổ tay vẫn chơi được bình thường nhé. Còn nếu anh em dùng đai quấn cổ tay thì nó sẽ trông như thế này. Bản mới này thì cho độ linh hoạt và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Form vẫn ôm như vậy nhé. Trong lòng găng vẫn có silicone chống trượt. Phần đấm bóng đã loại bỏ đi silicone rồi, đâm ra nó rất là nhẹ nhàng luôn. Với bản thân mình thích bản mới này hơn và mình đánh giá đôi này cực kỳ ngon nhé. Giá hiện tại là 900k cho một đôi màu lẻ. Anh em nào muốn sở hữu bản bích màu như mình thì thêm 50k, tức là 950k ấy. Anh em có nhu cầu thì có thể ghé vào đây để tham khảo nhé. Và nhanh cái tay lên vì số lượng có hạn thôi anh em nhé. Giờ thì bye bye anh em.